hướng về đại lễ kính cất Thánh Tử Đạo Việt Nam của các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Giáo phận Charleston vào ngày 18 tháng 11 năm 2012 tại Columbia, South Carolina. Xin mời xem lại trích đoạn đại lễ kính cất Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Rock Hill, South Carolina tháng 11 năm 2002. Sau phần rước kiệu và trước thánh lễ là diễn nguyện nhắc lại tiểu sử Thánh Linh Mục Dũng Lạc do Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Rock Hill thực hiện. Kính thưa 790 năm, trong một gia đình ngoại giáo, năm 12 tuổi, cậu Dũng được giúp đỡ về Hà Nội học đạo, được rửa tội và sau đó đi tu vào chủng viện. Sau 8 năm theo học tại chủng viện Kẻ Bính, ngài được làm thầy giảng và được thụ phong linh mục ngày 15 tháng 3 năm 1823, lúc ngài 28 tuổi. Linh mục Trần Anh Dũng sống đời mục tử thật thánh thiện và gương mẫu. Ngài rất thương yêu giáo dân và giảng đạo rất sâu sắc. Năm 1835, cha Dũng bị bắt lần thứ nhất, nhưng giáo dân thương mến đưa tiền chuộc nên cha được tha về. Cha phải đổi tên là Lạc để dễ ẩn trốn. 4 năm sau, vào ngày 10 tháng 11 năm 1839, cha Lạc bị bắt lần thứ hai. Giáo dân lại xin chuộc cha về để có người lo phần thiêng liêng cho họ. Nhưng trên đường về, ngài lại bị trần bắt lần thứ ba. Ngài nhận mình là linh mục nên bị bắt trói và đeo gông vào cổ. Lần này giáo dân cũng xin chuộc cha. Thưa cha chịu chết thì một mình cha lên thiên đàng, mà nếu cha còn lại thì giáo dân chúng con được nhờ. Vậy xin cha nghĩ lại. Cha chúng làm thấy rõ ý Chúa đã định cho mình. Ngài nhắn về Đức Cha và giáo dân câu chuyện Thánh Phêrô hai lần bắt ngủ. Thầy đi đâu? Ngay lúc đó, Thánh Phêrô đã hiểu được ý Chúa muốn ngài trở lại Roma để chịu chết cho đức tin. Nên cha lại đã tỏ bày sự cương quyết theo đường của Chúa. Tôi cũng như Thánh Phêrô khi bị bắt lần trước, được giáo dân cầu nguyện cho và được tha về. Lần thứ hai giáo dân cũng lo liệu cho được thoát khỏi. Nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết. Vì người như Thánh Phêrô thì bổn đạo đừng chuộc tôi nữa. Lòng vẫn trung kiên, dũng mạnh như núi Thái, cha chúng là đã bị xử chém. Thank you.
Sau thánh lễ, trong phần văn nghệ tại hội trường, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Greenview trình diễn vở kịch ngắn, nhắc lại cuộc tử đạo của thầy giảng Andre Phú Yên tại Gò Sứ, tỉnh Quảng Nam ngày 26 tháng 7 năm 1644. Ngài được phong chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000 tại quảng trường Thánh Phêrô tại Roma. Chân phước Andre Phú Yên sinh năm 1625 tại Phú Yên. Năm 16 tuổi được linh mục Alexandre Rose, thường gọi là cha đắc lộ, rửa tội và nhận vào nhóm thầy giảng giáo lý do cha mới thành lập. Đặc điểm nhân cách của Á Thánh Andre Phú Yên là hiền lành, ngay thật, trong sạch, rất thông minh và rất tận tâm phục vụ với tâm hồn đạo đức thánh thiện. Hiện nay, Ngài được Giáo hội Việt Nam chọn làm ban thầy các giáo lý viên. Gương sáng của Thánh Andre như là một ngọn nến sáng với hy vọng là tất cả, đặc biệt cho giới trẻ của chúng ta ở đây và cũng như tất cả mọi người của chúng ta đều biết noi gương Thánh Andre, mỗi người chúng ta sẽ là một chứng nhân trong đời sống gia đình của chúng ta. Đúng rồi. Thế rồi bây giờ là Andre nữa, sao phải nhiều Andre đấy? Dạ tám quẹt, một đánh tên cho ngay người chính tên là người Phú Yên. Andre Phú Yên, để ta coi. Andre quê Phú Yên. Ta vâng lệnh Chúa Thượng, Đức Công Thượng Vương, thi hành bản án cấm truyền đạo ra tù. Ngày hôm qua đã ban án tử hình cho hai tên Andre, một già một trẻ. Nhưng ta nể tình giáo sĩ Đắc Lộ là người có công sáng tạo ra chữ quốc ngữ cho nước Đại Việt ta. Người đây dạy nhân dân ta về thiên văn địa lý, về y khoa, cho nên ta đã tha cho tên Andre già, tức là tên Trùng Sơn. Còn hôm nay ta sẽ xử chém tên Andre trẻ quê tại Phú Yên, tức là Andre Phú Yên, để cho mọi người phải biết tuân lệnh Chúa. Đội trưởng, dạ, cho tên Andre là hầu quan. Quan nói cho biết đứa nào mà làm sai lệnh Chúa Thượng, chống lại Chúa Thượng, quan bắt nhốt bỏ tù liền, nghe chưa? Xin anh chị em đừng buồn phiền trách móc, bởi vì hôm nay Chúa đã thương tôi rồi, mặc dù tôi rất là bất xứng. Xin anh chị em đừng hôn chân tôi, bởi vì tôi tội lỗi. Thưa anh chị em, Chúa Kitô đã đổ máu Ngài ra để chết cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy lấy tình yêu mà đáp trả lại cho tình yêu. Hãy lấy mạng sống của chúng ta mà báo đền cho mạng sống. Lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống đáp trả mạng sống, nghe chói tai quá. Thế thôi, dạ, cho nó một trận, cho đi cho một lần. Dạ, dạ.
quỳ xuống. Ta muốn bắt ai, ta bắt, ta muốn giết ai, ta giết. Lâu nay ta giết bao nhiêu người, có thấy Chúa đâu, có thấy Chúa Giêsu phải đâu. Nhưng mà thôi được rồi, nhưng mà quan là phụ mẫu chi dân, quan cũng phải tỏ lòng nhân ái. Bây giờ nghe quan nói này, quan thương con lắm. Quan đọc những cái hồ sơ từ chỗ con sinh ra là Phú Yên, rồi những nơi mà đi truyền đạo, đi dạy giáo lý, rồi Quảng Nam, Quảng Bình. Thì cha nhận thấy ở cái gia đình của con đó là một cái gia đình rất là tốt, được mọi người dân yêu mến, mà lại một đứa trẻ thông minh học giỏi, biết là biết cả tiếng là Nho này, tiếng Bồ Đào Nha này, rồi cả một tiếng khác nữa. Công thượng thương bây giờ đang rất là cần những cái người như con, bởi vì những thương gia Bồ Đào Nha vào nhiều, hãy thấy công thượng thương đang cần những người mà biết cái tiếng nước ngoài như vậy. Thôi bây giờ con nghe ta đi, nếu mà con đồng ý từ bỏ cái đạo Gia Tô này, con theo cái ông giáo sĩ Đắc Lộ là chỉ vì con bị dụ dỗ. Con theo ông giáo sĩ Đắc Lộ bởi vì thấy ông cứ lừa người ngoại quốc, con theo để con kiếm ăn, để mai mốt con xuất quan, phải không? Con nghe ta đi, ta sẽ cho con về, con sẽ được, ta sẽ bẩm báo lên Chúa Thượng để cho con làm quan, và con sẽ có một cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Tội gì mà làm cái con ma không đầu hả? Suy nghĩ thì suy nghĩ rồi đó. Ngoài Chúa Giêsu ra thì còn gì hạnh phúc nào bằng? Tôi ước rằng tôi có cả ngàn mạng sống để dâng hiến cho Ngài. Đó, nó nói như vậy nó không có chém đầu gì. Nói như vậy đó là bây giờ nó bảo ước 1.000 mạng sống, giờ cái đầu của mình sắp rụng rồi. Lấy hình. Không có. Khoan. Ra coi có cái gì lộn xộn bên ngoài. Cho ra coi có gì lộn xộn bên ngoài. Chặt lại. Chặt lại. Thấy rồi, ra xem ai. Đã bấm qua, có đảng đắp lộn vào bắt trường. Thầy rồi ơi, nhớ nhá, lát đi. Ông Đắc Lộ vào nhớ gọi là giáo sĩ nhá, không được gọi là Cố Đào. Bởi vì giáo sĩ Đắc Lộ là người có công lớn với nước Đại Việt ta. Ngài đã sáng tạo ra chức quốc ngữ. Ngài nhìn dạy nhân dân ta ở về thiên văn địa lý, về y khoa. Ngài là người có công và Chúa Thượng rất yêu mến Ngài. Cái lệnh cấm đạo này Chúa Thượng không có chấn động Ngài, nhưng mà chỉ đuổi ngoài khỏi nước. Nhớ, cho giáo sĩ Đắc Lộ vào. Cho giáo sĩ Đắc Lộ vào. Dạ, bỗng chào quá lớn. Chào giáo sĩ Đắc Lộ. Hỏi đứa con thánh thiện và yêu mến của cha ơi, cha và nhiều người Bồ Đào Nha đã thư luận cùng Chúa Thượng và các quan, nhưng họ không tha cho con, họ chỉ tha cho cụ Trùng Hạt Rê Sơn thôi. Cha muốn chết tha cho con, nhưng vì Chúa Thượng trong sức cho ra khỏi nước. Kể từ ngày cha rửa tội cho con vẫn sống bên cạnh cha để cộng tác với cha trong việc truyền giáo từ Phú Yên cho tới Quảng Bình. Nay con lại phải chết một mình. Vậy cha có mang theo chiếc chiếu đây để cha trải ra, để hứng lấy máu của người lành làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Thưa cha, con rất là yêu mến cha. Nhờ cha mà Chúa đã đoái thương đến con. Xin cha đừng giải chiếc chiếu này. Hãy để máu của con được đổ xuống đất đúng máu Chúa Giêsu khi xưa đã làm. Lễ thì hướng đao và chém đầu tụi tôi. Đưa giáo sĩ Đắc Lộ vào bên. Thank you.
nhìn lên trời, Chúa Giêsu đang đợi con đây. Thưa chị em, cho đến giây phút cuối cùng, hãy trung thành giữ nghĩa cùng Chúa. Ê, chần chờ gì nữa? Hãy chờ. Tôi là kẻ thừa hành, nếu được đổ một người lại chúng tôi khai thác cho con. Giáo sĩ Đông Lộ, ngài muốn nói gì? Xin qua lớn cho tôi được giữ sát thánh này. Giáo sĩ Đông Lộ, như tôi đã nói, ngài có công lớn đối với nước Đại Việt ta. Do lệnh cấm đạo, Chúa Thượng ta chỉ trục xuất ngài ra khỏi nước. Hôm nay thăm ngài xin, ta sẽ cho ngài nhận sát này. Thầy đòi. Dạ. Bãi đường. Quang bãi đường. Nào các con hãy lại đây, nhúng lấy máu thánh này để tôn kính. Hãy liệm xác này đem về Hội An để mai cha gửi tàu mang về Macau. Còn thủ cấp thánh này cha xin giữ bên cha luôn mãi. Tôi hết sức mong cho mọi dân nước biết, mọi dân nước trên thế giới biết. Ngực sát thánh tuyệt diệu này. Nào các con hãy lại đây, quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Chúa. Hỡi Andre, từ nào đến giờ cha coi con như người con thật của cha, nhưng kể từ giờ phút này cha sẽ gọi con là cha để tôn kính và ngợi khen con như người cha thật của mình. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong ca đoàn và thuộc công đoàn Greenview. Sau đây chương trình văn nghệ được bắt đầu kết nối trong một bản dân.
thôi.